Soi kèo bóng đá hôm nay giữa Dortmund với Man 05 diễn ra vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6 tại sân Signal Iduna Park, Bundesliga 2019-2020. Không ngoại dự đoán của giới chuyên môn, Dortmund vừa có được chiến thắng ở vòng đấu vừa qua khi chỉ phải đến làm khách trước Dusseldorf. Tuy nhiên, chiến thắng này của họ vẫn chưa đủ để làm vui lòng những người hâm mộ khó tính, khi đội bóng chủ nhà chỉ là cái tên đang lặn hụp trong nhóm cầm đèn đỏ và đang tích góp từng con điểm trong việc trụ hạng. Nhưng các chân sút của huấn luyện viên Favre chỉ có đúng một duy nhất vào lưới đối thủ. Càng đáng nói hơn, khi bầy ong vàng chỉ tung ra đúng 5 pha dứt điểm trong cả trận đấu và chỉ có 3 lần bóng đi trúng mục tiêu, những thông số này thậm chí còn không bằng so với đội chủ sân Merkelsin. Dẫu sao với chiến thắng này thì Dortmund cũng không thể cản được việc hùng xám xứ Bavaria lên ngôi vô địch lần thứ 29 tại Bundesliga khi đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 66 điểm. Đến với trận đấu muộn vòng 32, Dortmund sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đối thủ lần này của họ chỉ là cái tên Main 05, một đội bóng cũng chẳng khá gì hơn so với đối thủ ở vòng đấu vừa qua là mấy. Trải qua 5 trận đấu gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Favre có cho mình 4 chiến thắng và để thua 1 trận trước đại kình địch Bayern Munich. Với phong độ vẫn đang khá tốt như hiện nay và cùng với đó là điểm tựa rất lớn đến từ sân nhà, thì chỉ cần bầy ong vàng thi đấu đúng với thực lực của mình thì một chiến thắng sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Trong 5 lần chạm mặt nhau gần nhất, Dortmund có cho mình 3 chiến thắng, còn lại để thua 2 trận. Về phần đối thủ, ngay khi mà những người hâm mộ theo dõi trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Bayer Leverkusen đón tiếp Augsburg đến làm khách, vẫn chưa kịp chuẩn bị đồ ăn và thức uống để thưởng thức màn so tài, thì Man 05 đã để thủng lưới chỉ sau vỏn vẹn 1 phút thi đấu. Dẫu cho với bàn thua này, thì họ đã vùng lên thi đấu một cách quyết liệt hơn rất nhiều, khi nắm quyền kiểm soát thế trận lên đến 64% và không ngần ngại tung ra đến 18 pha dứt điểm. Nhưng kết quả mà đội bóng của huấn luyện viên Bayer Leverkusen có được cũng chỉ dừng lại với trận thua 0-1. Với trận thua này, thì Man 05 vẫn đang đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Bundesliga với 31 điểm, hiện chỉ đang nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ là 3 điểm. Một khoảng cách vẫn chưa nói lên được quá nhiều về việc trụ hạng mùa này của họ. Trở lại với chuyến hành quân lần này đến Signal Iduna Park, tuy đây không phải là nơi khiến cho Man 05 quá khiếp sợ, khi trong 5 lần đến làm khách gần nhất, thì ít ra họ cũng đã có 2 chiến thắng ra về và để thua 3 trận. Tuy nhiên, với phong độ không phải là quá tốt đẹp gì cho cam như hiện nay, thì đoàn quân của huấn luyện viên Bayer Leverkusen nên bắt đầu tập làm quen với nỗi sợ hãi đi là vừa. Cần biết trong 7 trận đấu gần nhất, Man 05 chỉ mới có đúng 1 chiến thắng duy nhất, còn lại 3 trận hòa và để thua 3 trận. Đó là chưa kể trong lần gặp nhau ở lượt đi của mùa giải này, thì pháo đài mang tên Opel Arena của họ đã bị Dortmund nhấm chìm thành bình địa, khi để thua muối mặt với tỷ số 0-4. Dự đoán kết quả Dortmund với Man 05. Dự đoán tỷ số 2-0. Chọn kèo châu Á, Dortmund chấp 1 trái rưỡi, 2 trái. Chọn kèo tài xỉu, xỉu 3 trái rưỡi. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.